Quang Kiệt đi đâu rồi? Búp bê, búp bê chạy đi rồi hả? Rồi đi kiếm búp bê, coi búp bê lấy kẹo rồi hả? Đâu búp bê đâu, búp bê chạy đâu rượu rồi hả? Rồi dí theo nha. Rồi chạy theo bắt búp bê về, búp bê lấy kẹo rồi. Trời, kẹo ngon quá, kẹo ngon quá. Ôi chạy nhanh thôi chứ để mấy bạn kia dí theo lấy kẹo lại đó. Nhanh 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 thôi. Con gì vậy? Quá! Trời ơi, con cua bự quá, sợ quá. Ai ơi, cứu từ dưới, cứu từ dưới, cứu từ dưới. Đâu? Cái gì vậy? Quăng! Cái gì vậy Bạch Kiệt? Cái gì vậy? Cua hả? Đâu, đâu? Rồi từ từ nghe, coi chừng nó kẹp đó. Rồi coi chừng từ 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 nghe. Rồi trời ơi, bà búp bê khóc quá trời rồi kìa. Bắt con cua cứu bà búp bê vô. Rồi bạn Châu về lấy cái xô đi bạn Châu ơi. Rồi từ từ thôi nha, từ từ thôi nha. Ôi coi chừng nó kẹp đấy chứ. Rồi xô đâu rồi, xô đâu rồi. Nè bắt khỏi vô xô này bạn Kiệt ơi. Ôi, rồi lượn nó vô xô đi. Trời ơi cua nó dữ quá. Rồi ập nó lại. Ôi ập nó lại. Rồi ập nó lại đi. Rồi bạn Châu ơi ẵm bạn búp bê đó bạn Châu ơi. Rồi bạn Biên con ập cua kia lại đi. Đúng rồi ập nó lại luôn. Rồi ập nó lại. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ khiều con cua vô cái thùng nghe chưa. Rồi bạn Kiệt ơi úp cái xô đi. Rồi mình khiều con cua vô nghe. Rồi úp cái xô lại. Đây các bạn ơi à, rồi được cua rồi các bạn ơi. Rồi bạn Biên úp cái xô lại nha. Và con cua này nó bự quá nè các bạn ơi. Thôi bỏ nó vô thôi. Bỏ nó vô xô thôi. Wow. Đâu rồi, đâu rồi. Đây thôi. Rồi sắp về thôi. Sắp về bạn Kiệt ơi. Quá wow, hay quá. Rồi cái kẹp nè. Quá wow, cái gì nữa bạn Kiệt? Trời con ếch kìa các bạn ơi. Bắt ếch vô. Quá wow, ếch quá trời luôn hả? Ếch đâu mà nhảy dữ hả? Quá wow, bạn Biên bắt được chưa? Bạn Biên bắt được chưa bạn Biên? Đâu rồi, đâu rồi. Bạn Biên bắt được. Quá wow, bạn Biên bắt được một con ếch rồi. Rồi chụp đi đâu quá. Rồi được chưa, được chưa. Bạn Châu ơi đem cái rổ rồi, bạn Châu ơi đem cái xô qua, đem cái xô qua. Qua Hồng Nguyên ơi, nó chạy luôn rồi. Rồi chụp vô, chụp vô, chụp vô. Trời ơi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Chụp lại, chụp lại. Rồi ôm vô, ôm vô. Ôm mình nó vô. Quá wow, vẫn kịp, được hai con rồi nè. Wow, rồi bỏ vô kia rổ đi, còn không? Rồi cầm lên mình đi kiếm coi còn không. Còn nó mất kịp. Quá trời ếch luôn các bạn ơi. Kìa kìa kìa. Cô có nhảy đây nè. Giúp giúp. Ôi nó nhảy dữ à. Chạy vô đâu con ếch đâu rồi. Kìa kìa. Rồi đè lại cho Nguyên bắt đi. Rồi cho Nguyên bắt đi. Con ơi con bên kia kìa anh Kiệt ơi. Anh Kiệt bắt con bên kia đi. Cô nghe con cỏ kìa. Chụp chụp chụp. Chụp lẹ lên nhé. Chạy kìa. Quá wow. Ôi được chưa, được chưa. Ôi cái chừng nó bay xuống sình á. Được chưa. Quá wow. Đây các bạn ơi mà Kiệt bắt được rồi. Hay quá. Bạn Biên có bắt được chưa Biên? Đâu 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 đâu. Biên bắt được chưa? À Biên dở quá rồi. Bỏ vô cái xô. Cái xô đâu rồi. À có gì ít kêu luôn hả. Quá wow. Rồi đi. Rồi xách cua với ít về thôi. Rồi mệt quá hả? Rồi xách cua với ếch vậy. Mình nấu ăn nha. Quá cái gì nữa hả? Quá wow. Wow, các bạn quá trời đồ chơi luôn. Rồi lụm đồ chơi lên. Ôi nó mày nhiều dữ vậy. Đây một cái bánh xe. Bánh xe nữa nè. Quá wow, đồ chơi gì nữa bạn Châu? Cá. Cá hả? Bạn biết lụm được gì vậy? À cái kẹo dù hả? Quá wow, quá trời dưới đất luôn kìa. Rồi. Có tính toán nữa các bạn. Quá wow, một quả banh có số luôn nha. Được gì vậy? Một cái đồng hồ hả? Quá wow, bên kia có cái trứng gì kìa. Ôi cái trứng gì kìa Biên ơi. Quá wow, trứng gì vậy? Một cái banh nữa hả?
Đây một cái bánh xe kìa. Ủa trứng đằng đây nè. Đây đằng đây có trứng nè. Ủa các bạn ơi. Ôi cái trứng gì đây nè. Trứng gì vậy Bin? Lụm lên coi. Wow. Trứng gì vậy cho các bạn xem với. Đây các bạn ơi, một cái trứng chim Hachimat nha. Rồi phải lấy cái. Rồi lấy cái bịch. Lấy cái bịch đi, bỏ đồ chơi mình đem về nha. Rồi bỏ vô bịch nè bạn Châu ơi. Rồi bỏ đồ chơi vô bịch đi rồi mình đem về. Rồi các bạn ơi, bạn búp bê này đi lượm quá trời đồ chơi luôn nha. Rồi bỏ bịch xong mình đem về mình mở ra nha. Rồi đi, đi về mở đồ chơi ra thôi nha. Trời ơi, được hai con cua luôn hả? Biến một bịch đồ chơi luôn nè. Rồi bạn Biên nhanh lên ơi, bạn Biên cầm hết nhanh lên bạn Biên ơi. Ừ đúng rồi. Quá wow, đây các bạn ơi, quá trời đồ chơi luôn. Rồi bây giờ gỡ đồ chơi ra chơi nha. Các động lực hả các bạn? À đây là các động lực hả? Rồi gỡ cho các bạn xem với. Wow. Wow, cái hộp cát xịn dữ hả? Wow. Wow. Luôn các bạn. Rồi. Đâu bạn Châu được cái gì ạ? Whisky chế banh hả? Có số luôn hả? Đây cái động lực này các bạn. À thơm không? Rồi bây giờ ai gỡ trứng này ra đây? Rồi bạn Kiệt gỡ trứng này ra luôn đi. Rồi bạn Châu gỡ mấy. Đâu, cái này là trái banh banh nhựa nha, với whisky có gai á. Qua trứng nè. Trứng bánh xe rồi nha. Rồi, đây ai cho két đây? Không đâu. Rồi, bây giờ bạn Kiệt với bạn Châu sẽ mở cái Kiệt mở trứng chưa? Trời ơi, đây các bạn ơi, một cái trứng nè, đã ghê không? Trứng này trứng gì vậy bạn Kiệt? Trứng nằm ở nở không? Các bạn ơi, đây là trứng nở, là con chim nha, trứng nhỏ này nghe. Wow, ông Biên làm được một con rùa rồi. Đây là con cá này các bạn ơi. Làm con cá đi bạn Biên. Con gì trong đó hả? Trứng có con gì ạ? Trời ơi các bạn ơi, cái trứng con ngựa nè. Dễ thương ghê không? À, con cá nhựa để khi mình đi tắm á, mình bỏ vô á. Ờ, con chim á, trong trứng con chim nè. Rồi, bây giờ gỡ cái này ra nghe, bánh xe nè. Wow, của Vân Kiệt có cái gì vậy? Có chiếc xe. Đâu, chiếc xe gì lạ dữ hả? Chiếc xe... chạy như vậy nha các bạn. Rồi, chạy thử nha. Đây, một cái xe hình con sâu nè các bạn ơi, xe này chạy ngược nha. Rồi trớn nè. Rồi bạn Biên làm được một con cá nữa nè. Đồng hồ gì vậy? Đồng hồ siêu nhân Ben. Rồi đồng hồ siêu nhân Ben nha. Có siêu siêu ga các bạn ơi. À đây nè các bạn ơi, quá trời đồ chơi luôn nha. Con cá nè. Rồi bây giờ bạn Kiệt với bạn Biên với bạn Châu sẽ làm con gì ta? Bạn Biên với bạn Kiệt làm gì vậy? Rồi bạn Biên làm cái lâu đài nghe. Bạn Kiệt làm gì? Con cá. Wow, con cá. Bạn Châu làm gì vậy? Một con rùa nghe, rồi ảnh ra thử đi bạn Châu ơi. Đây mình làm thêm con cá rùa các bạn. Wow, trời ơi, bấy nhầy luôn rồi. Bạn Viên làm phá rồi. Bạn Viên phá rồi hả? Rồi cho bạn Viên làm cái lâu đài đi. Rồi. Đúng rồi, bây giờ sẽ bỏ trứng vô cái. Rồi, bỏ một cái trứng nha, giờ bạn Kiệt sẽ làm một cái trứng thử nha. Wow, bỏ nhiều lên bạn Kiệt ơi. Bỏ nhiều lên. Đây, thêm một cái nữa nè. Ai làm cái trứng này luôn nha. Bỏ két vô trứng rồi, cái mình làm một cái trứng các động lực nha. Rồi. Nhỏ nhỏ mình bỏ vô cho. Đây. Các bạn sẵn sàng chưa? Quá. Wow. Ui, con Biên một trứng luôn kìa, một trứng luôn rồi. Trời đẹp quá các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, như vậy là video đi tìm bạn búp bê nha. Đến đây là hết rồi nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye. Bye.